Chào các bạn, trong video này một số bạn có hỏi mình cái nguyên nhân tại sao mà đèn LED bị nhấp nháy và những cái trường hợp mà các bạn thay con chip LED khác khi mà cái đèn LED này bị cháy á. Các bạn mới vừa thay những cái chip LED hư bằng chip LED khác thì xài một lúc á, nó lại tiếp tục bị cháy chip LED, bị đứt. Mà nói trước tiên đây là do cái chất lượng của chip LED nha các bạn. Nè, cái đèn LED bị nhấp nháy á, mình nói về cái đèn LED nhấp nháy trước thì nó sẽ có hai phần. Nguyên nhân đèn LED nháy là một là do cái bo nguồn LED driver này, do những cái con tụ như thế này á, tụ lọc nguồn nó bị phù, hoặc là cái tụ áo ra, hoặc là con tụ lọc nguồn cho con IC dao động nè, nó bị phù, nó bị phồng như thế này thì nó sẽ làm cho cái nguồn của mình cung cấp không ổn định. Thì là nó là một cái nguyên nhân chính để gây ra đèn LED nhấp nháy nha. Thì trong những trường hợp mà không phải lỗi do cái bộ nguồn LED driver này, các bạn lấy cái bộ nguồn LED driver này á, các bạn test vô cái đèn khác thì nó ok. Duy chỉ có những cái đèn mà nó bị hư á, giả sử đi cái đèn này nó bị nhấp nháy mà các bạn lấy bộ nguồn của nó, các bạn test vô cái đèn khác nó ok. Vậy là không phải nguyên nhân đèn LED bị nhấp nháy do cái nguồn LED driver, mà nó là do nguyên nhân những con chip LED này nè trên bo mạch á, nó bị rò rỉ ha. Thì trong số một dãy cái chip, toàn bộ chip LED này các bạn phải kiểm tra từng nhóm một nha. Các bạn có thể nối tắt coi di động, nối tắt khoảng 2 con chip LED hoặc là 4 con chip LED một lúc để các bạn dò tìm ra cái vị trí nào, cái khu vực nào á mà cái đèn LED đó, khi mà các bạn coi di động nối tắt á, là bạn xác định được những cái vị trí mà chip LED bị rò rỉ, nó gây ra cái đèn LED nó nhấp nháy nha. Thì đây mình nói về cái chất lượng chip LED. Hoặc là trong những cái trường hợp mà các bạn vừa mới thay chip LED, đây nằm những cái đèn LED này nó bị cháy chip LED, thì các bạn vừa thay á, thì xài một lúc khoảng thời gian ngắn sau á, nó tiếp tục bị cháy chip LED nha. Ở đây mình nói về cái chất lượng cái chip LED không tốt nha các bạn. Một số bạn á không có mua chip LED chính hãng, hoặc là nguyên nó bán ở ngoài thị trường, nó bán nguyên một dãy LED như thế này, nó bán nguyên một dây LED mà các bạn tận dụng lại như những cái thanh LED nè của trong cái đèn tiếp T8 á, các bạn có thể thay được nha. Thì các bạn tận dụng lại những cái thế cũ mà các bạn không biết được cái chất lượng của nó như thế nào. Hoặc là trong những trường hợp mà các bạn dùng những cái chip LED như thế này mà loại Trung Quốc á, là rất hay bị hỏng, hay bị rò rỉ. Nó không như chip LED Samsung hoặc là chip LED của mấy hãng khác của Đài Loan. Thì đây nguyên nhân chính gây ra những cái hiện tượng ở trên đây nè, là do cái chất lượng chip LED nha các bạn. Chất lượng chip LED của mình không tốt ha. Mà các bạn kiểm tra tận dụng lại những chip LED mà cũ á, các bạn không kiểm tra kỹ, nó sẽ gây ra cái hiện tượng nè, khi vừa thay chip LED đó thì nó lại tiếp tục hư cháy chip LED khác. Ở đây mình nói về cái cách kiểm tra nha các bạn, dựa theo cái tiêu chuẩn của nhà sản xuất hoặc là từ nhà máy đưa ra. Với cái mỗi con chip LED như thế này á, nhà sản xuất đưa ra cái giá trị điện áp làm việc của chip LED, đồng thời là cái giá trị công suất của từng chip LED một. Mình giả sử đi, ở đây là cái chip LED phổ biến của cái đèn tiếp LED T8 á, ở đây là chip LED, nó dùng chip LED là 5030 ha. Thì công suất của nhà sản xuất đưa ra là 0.2W và cái điện áp làm việc của LED á là khoảng 3V. Các bạn có thể dùng công thức này, các bạn tính được cái cường đồ dòng điện của qua LED nha các bạn. Là các bạn B bằng U là điện áp làm việc của LED nè. U LED là nhân Y LED nè. Các bạn từ đó các bạn suy ra cái Y cường đồ dòng điện qua LED á, nó nằm trong khoảng là lấy, các bạn lấy 0.2 là cái công suất của chip LED, các bạn chia cho 3 V LED nè. Là các bạn ra khoảng 0.066A, có nghĩa là bằng 66mA nha. Đây là cái cường đồ dòng điện qua con chip LED 5030 với cái mức công suất là 0.2W và điện áp làm việc 3V.
cái này theo cái tiêu chuẩn của nhà sản xuất nha, hoặc là của nhà máy luôn, là những cái này là chip led tốt nha các bạn. Và đối với những chip led tốt á, các bạn đo cái cường đồ dòng điện nó ra khoảng là 66 mA là ổn. Thì đối với những cái chip led mới á, nó còn nguyên trong dây á, thì cái giá trị này theo tiêu chuẩn của nó thì nói chung là có một ít cái hàng lỗi, nhưng mà đa phần á là chip led tốt không nha các bạn, nó sẽ ra cái giá trị như vậy. Còn đây á, mình nói về cái những cái chip led mà các bạn trong quá trình sử dụng á, nó hoạt động rồi là cái chất lượng nó đã xuống cấp, hoặc là các bạn tận dụng lại những cái chip led cũ của những cái thanh led chip led T8 á, các bạn thay vô. Rồi tiếp theo đây mình sẽ làm một cái ví dụ cho các bạn thấy nha. Đây là cái thanh led của cái đèn chip led T8 mà nó là dùng chip led 5030. Ở đây mình sẽ thí nghiệm cho các bạn thấy ba loại chip led nha các bạn. Đây là chip led nè, các bạn nhìn thấy là chip tốt nha các bạn, nó không có dấu chấm ở giữa nha. Tại vì nhiều bạn nói là có dấu chấm đen đen ở giữa là chip led bị hư, cái đó là sai nha các bạn, một phần thôi. Đây nè, đây là chip led tốt nha các bạn. Còn đây là chip led thứ hai, nó không bị chấm ở giữa nha. Còn chip led đây là chip led thứ ba là nó bị chấm ở giữa. Rồi mình sẽ đánh dấu từng loại chip led một nha. Ở đây là mình đánh dấu vị trí 1 nha, số 1. Còn chip led này mình đánh dấu số 2, và con này là vị trí số 3. Rồi đối với ba là con chip led này á, mình sẽ kiểm tra dòng điện qua từng con chip led rồi xác định được con chip led nào tốt, chip led nào hư nha. Ở đây mình sẽ dùng cái bộ cấp nguồn điện thoại di động nha các bạn, để mình đo được cái cường độ dòng điện với cái điện áp làm việc của nó luôn. Rồi trước tiên mình sẽ điều chỉnh cái điện, mức điện áp của nó là trong khoảng là 3V điện áp làm việc của VLED nha các bạn. Rồi mình bật lên điện áp, mình điều chỉnh cái thang đo khoảng 3V. Đây điện áp làm việc của nó nha. Rồi mình sẽ dùng hai cái que đo. Mình sẽ test cường độ dòng điện và cái điện áp, tại vì cái điện áp chuẩn của nó là 3V. Nào các bạn nhìn nè, mình set cái mức 3V trước nha các bạn. Rồi mình đo cái dòng điện qua từng con chip led, các bạn có thể xác định được con chip led nào tốt, con chip led nào bị rò rỉ hoặc là còn sử dụng được nha. Rồi đối với vị trí số 1, các bạn cấp nguồn vô với cái mức điện áp 3V á, các bạn đo cái dòng điện nó khoảng bao nhiêu. Rồi mình cấp nguồn vô rồi nha các bạn. Rồi các bạn đo thấy nè, cái điện áp làm việc của mình là 3V nha. Cái cường độ dòng điện của mình á, giá trị là ở đây mA nha các bạn. Các bạn thấy không, đo được là khoảng 60mA nha các bạn, 60-66. Ở đây một vạch của mình á, là 50, mà nó nhích hơn, cao hơn vạch, có nghĩa là chip led này á, nó sáng như vậy là đúng theo cái tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đây của mình á, là 66mA nha các bạn. Ở đây thực tế của nó đúng là sau khoảng 66mA. Và là chip led này mình, các bạn có thể khẳng định là chip led này đi chip led tốt nha. Rồi mình bước qua cái chip led thứ hai. Cái vị trí chip led thứ hai á là cũng giống hình dạng á, cùng một loại với cái chip led này là chip led 5030. Đồng thời á, các bạn nhìn cái qua quan sát á, cái hình dáng nó y giống như y hệt cái chip led tốt, nó không có dấu chấm ở giữa nha. Rồi
mình đo coi thử coi con chip led này nó còn sống hay nó bị rò rỉ nha các bạn. Các bạn cứ tiếp tục cấp nguồn vô. Rồi các bạn nhìn nè, cái kim vòng của nó các bạn. Mặc dù nha, nó vẫn sáng nha các bạn. Nó sáng bình thường ha. Đây các bạn thấy nó ăn vòng không? Cái vòng ở đây nó chưa đến 50mA nhưng các bạn. Đây các bạn có thể xác định được không? Để mình zoom lên cho các bạn thấy. Các bạn thấy không? Cái vạch của nó ở đây nó chưa được cái mức 50mA nha các bạn. Mà cái lúc đầu á, cái con chip led thứ nhất của mình á là nó lên khoảng 16mA là đúng với tiêu chuẩn nhà sản xuất. Còn đối với chip led thứ hai á là nó bị rò rỉ nha các bạn. Cái dòng của nó giảm xuống. Nó chưa được đúng cái theo cái tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Thì những cái chip led này á là những cái chip led nó xấu nha các bạn, nó bị rò rỉ ha. Thì tí á, mình sẽ giải thích tại sao mà nó những con chip led này á, các bạn khi mà các bạn thấy nó sáng rồi mà các bạn thay vô á là nó sẽ làm chết con chip led khác ha. Rồi mình sẽ bước qua cái con chip led thứ ba nha các bạn. Đây là vị trí chip led thứ hai ha. Rồi chip led thứ ba á, các bạn nhìn thấy cái dấu hiệu á, nó đen ngay chỗ cái tâm của nó chính giữa ha. Coi nó còn sử dụng được hay không. Rồi. Rồi, các bạn nhìn thấy không, cái con chip led này các bạn, nó bị đen ở tâm á, thì cái dòng của nó cũng gần khoảng, nó dùng là xấp xỉ khoảng 50mA thôi nha các bạn. Cái dòng nó sẽ cao hơn cái con chip led thứ hai nha. Như vậy á là nó có sự thay đổi rõ rệt về cái dòng điện, cường độ điện nó đi qua chip led nha các bạn. Thì nó ảnh hưởng cái tổng trở bên trong của chip led nha. Nè, trường hợp này á là đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất của mình á, nó ra giá trị là khoảng 66mA. Là những trường hợp này chip rất tốt nha các bạn. Số 1 là chip rất tốt ha. Cái trường hợp số thứ hai á, các bạn nhìn hình dáng bên ngoài á, giống như hợp nhau, các bạn tưởng là chip rất tốt, nhưng mà thực ra không phải. Cái dòng của nó đã thay đổi rồi. Cái dòng của nó sẽ giảm xuống nha các bạn, khoảng 30mA thôi. Khoảng 1 phần 2 của cái chip led thứ nhất. Những cái chip led này nó đã bị rò rỉ nha các bạn. Mặc dù các bạn nhìn thấy hình dáng bên ngoài á, nó vẫn sáng, đồng thời á là nó không bị tơ đen ở tâm. Còn cái chip led thứ ba nè các bạn, nó đều bị đen ở tâm nha các bạn. Nhưng mà dòng của nó, dòng cường độ điện đi qua chip led đó, nó đã giảm rồi. 50mA nó giảm so với cái chip led thứ nhất. Thì đối với những chip led bị đen cái tâm á, mình có thể xài tạm được nha các bạn, sử dụng tạm được một thời gian. Còn trường hợp tốt nhất thì các bạn thay chip led mới luôn nha. Thì khi mà cái đèn của các bạn nó bị cháy chip led á, các bạn dùng cái đồng hồ, một là đồng hồ kim, các bạn dùng thân đo nhân 1 để các bạn để kiểm tra chip led còn sống hay chết đó. Hoặc là các bạn dùng cái đồng hồ số nè, các bạn để cái thân đo diốt đi. Mình giả sử các bạn đang đo diốt mà các bạn cứ test bình thường, chip led nào nó cũng sáng hết, mà các bạn khẳng định là đây là chip led tốt là sai nha các bạn. Mặc dù các bạn kiểm tra cái chip led nào cũng sáng đó.
Rồi các bạn lấy đồng hồ, các bạn đo kiểm tra nha. Cái đồng hồ kim, đồng hồ số cũng vậy. Các bạn đo rồi, các bạn thấy không? Cái con thấy chip led nào cũng sáng mà các bạn xác định là cái con này là tốt là không đúng nha các bạn. Nó sáng thì nó vẫn sáng nhưng mà mức độ rò rỉ của nó sẽ thay đổi nha. Nè, chip led nào cũng sáng hết đó. Nhưng mà có con nó còn tổng trở tốt quá, cái dòng điện nó qua ổn định đó, thì nó sẽ khá ổn hơn nha các bạn. Những cái con nè, các bạn ngoài ra các bạn kiểm tra quan sát cái cường độ ánh sáng á, con nó sáng đồng đều á. Những con nào sáng mạnh á là những chip led tốt nha các bạn, còn những cái sáng yếu á là đa phần là những cái chip led nó bị hư, bị rò rỉ ha. Đó, này sáng yếu nè các bạn. Rồi tiếp theo đây mình sẽ giải thích cái nguyên nhân tại sao mà các bạn vừa thay chip led khác nè thì nó lại hư tiếp nha các bạn. Ở đây cái nguyên nhân của nó cũng là do cái chất lượng của chip led mình nha, nó bị rò rỉ. Hôm nãy mình đã đo xác định đó là những cái chip led này á, cái dòng của nó sẽ thay đổi. Đối với những chip led tốt á thì dòng nó cao hơn nha các bạn, còn chip led xấu hơn á hay cái tổng trở của nó đã tăng lên á thì cường độ điện của nó chip led này sẽ giảm nha. Điều này nó kéo theo cái gì? Rồi, đây là một cái sơ đồ mạch nha các bạn. Cái mạch điện của đèn led bulb này á là hai chip led mắc nối song song rồi nối tiếp hai chip led khác nha các bạn. Cái led mà trong cái đèn chip led T8 á nó mắc thường hai con chip led mắc song song rồi nối tiếp với hai con chip led mắc song song tạo thành một dãy nha. Cái sơ đồ của nó là mà sơ đồ đấu dây nha, thì nó có hai đầu cộng và trừ, nó nối vào cái hai cái nguồn led driver này. Cái ngõ ra led driver này á, sẽ có hai đầu cộng trừ luôn nha, thì nó sẽ cấp nguồn cho nguyên cái dãy led. Ở đây các bạn đã biết là cái nguồn led driver này á là loại nguồn dòng nha các bạn. Cái gì là có nghĩa nó ổn dòng, dòng điện ngõ ra sẽ không thay đổi nha. Còn cái trường hợp mà y led mắc nha các bạn, là cái cường độ dòng điện cực đại nó qua cái chip led của mình á là nó tạo lầm trong khoảng là 150 mA nha các bạn. Thì lớn hơn cái ngưỡng này 150 mA là chip led nó sẽ dễ nóng hơn và dễ bị cháy, bị chết hơn nha các bạn. Đây là nghĩa ngưỡng y led mắc nha. Ở đây mình sẽ ví dụ một cái nguồn led driver á, các bạn đo cái dòng cường độ dòng điện chế độ không tải của nó sẽ đo được là mình đo được là khoảng y sẽ bằng 280 mA nha các bạn, là nó đi qua hai chip led này nè. Y của mình á sẽ bằng Y1 cộng Y2 nha các bạn. Nè, nó qua đây nó rẽ hai nhánh nè, Y bằng Y1 cộng Y2 nha. Cái trường hợp mà chip led tốt, mình nói về hai con chip led này là chip led tốt nha các bạn. Y1 bằng Y2 luôn. Y nè sẽ bằng Y1 cộng Y2 mà Y1 bằng Y2 á nên sẽ bằng Y chia 2 nha các bạn. Dòng điện qua mỗi chip led á nó nằm trong khoảng là 140 mA nha các bạn, thì nó sẽ nhỏ hơn y led mắc. Cái trường hợp này là trường hợp y led, trường hợp chip led tốt quá là trường hợp số 1 nè. Thì dòng điện của mình á nó chỉ khoảng là 140 mA thôi, là nó nằm trong cái giới hạn này, nó chưa đến mắc nên cái chip led này nó phải sáng đồng đều nha, sáng tốt. Mình nói về trường hợp mà các bạn khi mà các bạn thay cái chip led khác là ý cái trường hợp mà cái trường hợp số 2 nè, các bạn không kiểm tra cái cường độ điện của nó hoặc cái chất lượng của chip led không tốt thì nó sẽ xảy ra vấn đề này. Mình giả sử đi cái chip led 1 á, chip led 1 này nó bị rò rỉ nhau, nó làm cho cái dòng điện của nó, hôm nãy mình đã đo cho các bạn thấy rồi,
cái dòng cái tổng trở của nó sẽ tăng lên, đồng thời cái cường độ dòng điện đi qua chip led này nó sẽ giảm. Thì theo định luật ohm thôi, y á sẽ bằng u chia r, mà trường hợp mà y mà giảm thì r điện trở tổng trong trong đây á nó sẽ tăng lên. Ở đây mà nói tóm lại á, là cũng như mình giả sử cái điện áp đây 3V này, cái điện áp ở đây không đổi nha các bạn, cái điện áp rơi trên led đó là khoảng 3V đi, thì trường một mà cái liên hợp led 1 á nó bị rò rỉ á, thì y của mình á nó chỉ mặc dù nó phát vẫn có sáng nha các bạn, nhưng mà dòng của nó còn nó không phải là 140 mA theo cách tính của mình nữa, mà nó chỉ còn là 30 mA. Thì ở đây nó sẽ gây hậu quả cho cái con chip led 2 nè, y của mình á sẽ bằng y1 trừ y2. y2 của mình đó các bạn, nó sẽ bằng y trừ y1 là nó bằng là 280 mà trừ đi 30 là bằng 250 mA các bạn. Có nghĩa là cái dòng điện của mình á đi qua con chip led 2 á nó sẽ tăng cao lên, tập trung nó gánh cái dòng của cái con chip led 1 còn lại, là nó các bạn tính ra là khoảng là 250 mA. Chứ nếu đi cường độ điện nó qua đi qua chip led 2. Thì với giá trị này á nó sẽ lớn hơn led mắt nha các bạn. Nè, cái dòng điện qua chip led 2 nó là nó lớn hơn. Thì điều này nó dẫn đến là cái chip led 2 của mình nó sẽ nóng hơn nha các bạn, mà nó dễ bị cháy, nó cháy tốc hành luôn nha các bạn. Vì dòng của nó càng lớn, nó càng lớn ấy, chip led nó càng dễ nóng, vậy nó sẽ quá cái điểm áp định mức của nó lại cho bị cháy nha, bị đứt luôn. Thì đây á, là cái nguyên nhân mà khi mà các bạn thay cái chip led mà không tốt á, không thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng mà các bạn vừa thay chip led nó sẽ cháy những cái chip led khác luôn nha, nó bị đứt mạch luôn. Rồi, và là video này mình đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao cái đèn led bị nhấp nháy, và cái trường hợp mà các bạn vừa thấy chip led, đèn led nó tiếp tục bị hư tiếp, bị cháy chip led tiếp nha các bạn, thì chủ yếu là do cái chất liệu chip led. Đồng thời mình hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn kiểm tra, mà các bạn dùng cái đồng hồ cho mình đo cái cường độ điện của nó, coi so sánh với cái tiêu chuẩn công suất và cái điện áp làm việc từ của cái nhà sản xuất đưa ra, đồng thời các bạn suy ra được cái dòng điện qua led là tiêu chuẩn nào bao nhiêu, rồi các bạn so sánh với thực tế luôn nha, là các bạn xác định được trên chip led nào còn tốt, chip đó nào bị hư ha, để các bạn khi mà các bạn thay vô cho nó chính xác. Chứ một con dòng yếu, một con dòng cao thì nó sẽ, con dòng cao nó gánh qua nó dễ bị cháy, bị nóng, và nó dễ bị chết chip led nha các bạn. Rồi video này mình đến nơi kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc cho các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.